Dạ Dung Mai chiếc xe bông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em mới dọn về một cái lô mai quấn rễ hình bính ha cả nhà. Bính tóc xương cá đây ha. Thì vừa rồi em bán 22.000 một cây. Thì hôm nay do cần thanh lý bãi để dọn bãi để làm một cái mùa mới, thì hôm nay em tiếp tục giảm giá đến 4.000 một cây cả nhà. Giảm bán đến 4.000 một cây. Thì hôm nay em bán với giá 18.000 thôi nha. 18.000 một cây thôi cả nhà. Trời ơi, mà quấn rễ tuyệt đẹp luôn nha cả nhà. Coi nè. Đó, cả nhà nhìn nè, đều rang hết nha. Cái này là em bán bao nha. Em moi từng cây để dở cho chúng ta ha. Ở đây, hôm nay em thanh lý giảm giá còn chỉ có 18.000 một cây thôi cả nhà. Đó, đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói chung là tầm khoảng 6 ha, 5 đến 6 cả nhà. Ồ, coi nè, cả nhà nhìn nè, đều rang ha. Cái này là hàng bao nha, 18.000 một cây nha cả nhà. 18.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 30 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đó, đây cả nhà nhìn nè, quấn rất là phô trương ha. Đây là một cuộn chỉ sơ dừa rồi. Cái rễ nó rất là dài mới quấn ra được như thế này nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn ha, rất là đẹp luôn. Thì giá hôm nay hạ nhiệt rồi, giảm còn có 18.000 một cây thôi cả nhà. 18.000 một cây. Đó, đây ha. Rồi. Rồi, hàng bên đây sẽ là hàng hồ lô nha. Hồ lô nha cả nhà. Đó, hồ lô hôm nay cũng dạ hạ nhiệt luôn, do là nhà vườn người ta cần bãi cho nên người ta bán rẻ lại em, thì em cũng bán rẻ lại cho mọi người ha. Đây là hồ lô nha, đây là hồ lô bí nha cả nhà. Đó, cả nhà nó quấn lúc nào nó cũng có nhu cục cái đây nè. Đó, cái này gọi là hồ lô bí nha. Đó, thì bữa hổm cái này giá 20.000, hôm nay em giảm còn 15.000 nha. Cái này do nhà vườn giảm giá em cho nên là em cũng giảm giá mọi người luôn ha. Cái này cũng bán hàng bao nha, hồ lô bí nha cả nhà. Giá 15.000 ha. Rồi, hàng bên đây sẽ là hàng bí nè cả nhà. Bí ha, bí này là bí 5 muối đi lên. Đó, bí 5 muối đi lên. Giá này á là em giảm luôn nha, em giảm còn 18.000 một cây luôn, bữa hổm là 20 cả nhà, hôm nay còn 18 nha. Đó, tất cả đều đã được giảm giá hết nha. Đó. Rồi, hàng bên đây, hàng ngoài đây. Ngoài đây á là hàng bí 4 muối nha. Bí 4 muối. Đó, 1, 2, 3, 4. Cái này cũng hàng bao. Bí 4 muối này là 10.000 một cây ha. Mà cái loại này á là 50 cây em mới ship nha cả nhà. Và cái loại này không có bao ship nha. Loại này thì em bán giá rẻ lắm rồi nữa, không có bao phí vận chuyển nữa nha. Đó, đây ha. Đây là cũng bí. Bí 4 muối nè cả nhà nhìn ha. Đó, 100% là bí. Còn phần bên đây. Phần bên đây là lò xo. Lò xo hình thú đủ kiểu nè. Đó, lò xo đứng, lò xo nằm rễ quái. Đó, đây cả nhà nhìn nè ha. Cây này thì nó cao tầm khoảng 80 đến 90 là giá 10.000 một cây nha. Đó. Rồi, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.